Đây là Hằng nhận được cái món quà này từ Hàn Quốc gửi qua của em Hy nè. Nhưng mà Hằng gọi cho em Hy không có được. Em Hy ơi, em Hy coi được cái này em Hy nhớ gọi lại cho chị Hằng nha. Nhớ nhắn tin lại cho chị Hằng. Chị Hằng nhận được quà rồi. Mà quà này thì trên những cái nắp hộp này á, thì em Hy có để tên là cho ai hết rồi. Thì chị Hằng sẽ chia ra cho ai. Đây là sâm nè, em Hy là cho sâm rất là nhiều sâm luôn, toàn là gửi sâm bổ không ấy nha, qua cho mấy anh chị em vô gia cư nè. Thì em Hy có ghi tên hết trơn á, em anh cường rồi chú Mía rồi cô Mai rồi chị Hằng. Thì ở trong cái hộp của chị Hằng thì em Hy có cái bao lì xì 100 nữa. Trời, em Hy cho chị Hằng tiền chi vậy nè. Cho mấy anh chị em vô gia cư là chị Hằng mừng lắm rồi. Cảm ơn em Hy nhiều lắm nha. Em Hy nhớ nhắn tin lại cho chị Hằng hay là gì đó cho chị Hằng biết để chị Hằng gọi lại cho em nói chuyện nha. Ok em, chị đã nhận được rồi. Thì bây giờ chị coi những cái nào tên của ai thì chị Hằng sẽ đi từ từ giao ha. Rồi, thank you em rất là nhiều nha. Ngồi đây hả? Dạ thì em ngồi. Sáng đây. Giờ ngồi đây hả? Đâu phải ngồi đi nãy. Bữa nay không ngày có gì khác. Không ngày nhìn được khác đâu giờ đâu. Cạo đầu chọc. Cạo đầu chọc hả? Dạ. Ủa không ngày lon có ai cho nhiều chưa? Dạ thì đâu là ngay. Đi vô đây chị coi. Không ngày á mọi người nói hỏi là chị cứ nói là đem xuống đây thảy vô đây đi. Rồi để. Đây tôi xin cái này nè. Không có cái là nè. À. Đó, cũng nhiều rồi. Cái này thì là em lượm hồi nãy. Hồi nãy đi lượm nữa. Dạ. Lượm nữa. Thì đó là nà cái lượm lấy cái gì đẩy về vậy? Dạ không, thì em xách bằng hai cái tay chị. Xách bằng hai cái tay. Bây giờ chị lượm. Thì đó là dạ, không cần người ta xách xuống cho người ta đổ ở đây hả? Không. Cái này đó là em lượm. Còn nào người ta cho? Ta cho mấy bột trắng trắng hay sao? Được nhiêu đây ha? Đúng vậy. Đúng. Vậy cái đầu. Đó giờ cạo. Đây là giờ chú tiểu năm 2021. Đi vậy cho nó khỏe. Anh đi cắt với anh Quang. Anh Quang chở anh đi cạo, anh Quang cũng cạo bóng không? Không. Tại vì đầu anh Quang cạo bóng mà, anh Quang vẫn thường đi cạo bóng luôn. Dạ. Thì đó là nè em nè. Rồi bây giờ order cơm gà hai chị em mình ăn ha. Dạ, lấy cơm cánh gà. Cơm cánh gà hả? Dạ. Một món một thôi vậy hả? Hồi đó giờ chị thấy là Cường là cơm cánh gà thôi hả? Dạ thì chỉ là nè cơm cánh gà thôi. Cơm cánh gà thôi. Đúng vậy. Bây giờ sáng hai chị em xuống cái chỗ của nó bán cơm gà Nam An nằm ở trên đường số 8 Santa Clara. Chỗ mà để dự trữ lon của Cường, cho nên cuối tuần á Cường nó dành một ngày xuống đây để nó coi lon chai. Dạ. Thì đó là rồi em xin chào các cô, các chú, các bác, các anh, các chị và kể cả các cháu và những bé trai, bé gái sắp ra đời trong năm 2021, đó là năm con trâu. Thì đó là cách đây cũng khoảng 3 ngày hay 4 ngày vừa rồi đó, thì là cũng có một cô hay là một chú gì đó mà có cho con hai bịch lon bia và bình mủ. Cộng đồng chỉ có hai bịch thôi nhưng mà hai bịch rất là to. Nhưng mà đó là cô với chú nào đó là không có để ở bên trong mà để ở bên ngoài cái chậu bông giống như để ngoài đây nè. Thì đó là giang hồ nó sách đi luôn. Thì đó là cho nên đó là nếu như mà cô với chú, các bác, các anh, các chị mà có cho con mấy cái nhựa bê chai. Em thì, nói cái địa điểm phải để ở đâu rồi luôn đi. Thì cho các biết. Xin hãy để cho con cái địa chỉ là đâu mất tiêu rồi. quảng cáo cơm gà Nam An đây gà. Địa chỉ là người hỏi cho chai lon Cường ở đâu em cứ nói địa là chỉ là Nam An ở đây thôi. Địa chỉ là 348 East Santa Clara. Trẻ đẹp gái, trẻ đẹp gái. Địa chỉ là 348 East Santa Clara ở downtown trên đường số 8. Thì đó là nếu như mà các cô, các bác, các chú mà có những chai nhựa và lon bia bình mủ thì đó là xin hãy nhớ đem đến cái địa chỉ là 348 East Santa Clara ở downtown San Jose. Thì đó là phải để chỗ nào ở phía phải sau. Để ở đằng sau cái chỗ ve chai chứ đừng ở để ngay mấy cái chỗ chậu bông này thì là giang hồ nó sẽ dớt đi. Tại vì cách đây khoảng 3-4 ngày thì cũng đã bị mất rồi.
cho nên nó là hai cái bịch vừa rồi là con không có nhận được và người khác nhận giùm con rồi xách đi luôn. Nói chung á là cũng cảm ơn cô hay chú gì đó cũng đã cho con, nhưng mà tiếc con không nhận được thôi. Thì á là tuy là bây giờ là con cũng đã có chỗ ở với lại việc làm, nhưng mà bây giờ là việc làm này là con đang học nghề, nhưng mà con chỉ là mới vô được chỉ có khoảng 5 ngày thôi. Tại vì hôm nay là bên California là ngày Chủ nhật rồi. Đó thì đó là mấy ngày nay em đi cũng được một tuần rồi, thì em đi ở với chỗ anh Quang. Thì em ở với anh Quang rồi em đi theo anh Quang em làm gì, em thấy sao, em thì em thích không và vui không? Dạ tại vì đó là nói chung đó là em là chân ướt chân ráo mới đi học nghề cho nên đó là nó vẫn còn rất là yếu, nó chưa có mà những nhà chưa không cần, quan trọng là em thích rồi em dạ, em nhiên quyết tâm học nghề thôi, chứ còn ai mới vô thì cũng như vậy thôi, từ từ cái gì dạ, cũng từ từ đúng không? Dạ rất là thích thưa thích chị rất là dạ, thích phải không? Cơm nước thì là chủ bao chủ bao hết coi dạ, như là mỗi ngày là có cơm sẵn ăn hết dạ, rồi về tối chị ngủ tắm rửa ngủ đâu có đâu, tối về còn ăn nữa, tối về ăn nữa ban ngày ăn xong tối về ăn nữa dạ, mua cơm về nhà ăn dạ không, ở nhà có gạo sẵn rồi rồi nấu rồi mua đồ ăn dạ đúng anh Quang mua đồ ăn về dạ đúng. Hôm qua thấy Hằng đang chạy xe trên đường, cái thấy anh Quang chở Cường trên đường không biết sao mà Cường nhìn ra chiếc xe của Hằng hạ kiến xuống la làng ôm sùm chị Hằng ôi chị Hằng ơi, nó nói trời ơi, quay lại thấy Cường nó ôm mừng quá dạ. Tại vì á là khi mà em thấy cái chiếc xe của chị chạy á là em nhìn cái bảng số xe tại vì mỗi chiếc xe là mỗi cái bảng số nó khác nhau, đâu có chiếc nào mà nó giống nhau được, cho nên nhìn cái bảng số xe là biết là chị. Cường hay lắm nha, nó đi qua một con đường xong nó nhớ con đường đó là cái gì, nó nhìn được số nhà ai, nó nhớ số nhà đó là số nhà mấy, nhìn được bảng số xe lần đầu tiên nhớ in trong đầu, ngày nó có cái điểm nó rất là hay. Rồi xong nói chung là Cường vui vẻ trong một tuần qua và rất thích công việc để học nghề. Em á là cái đầu luôn. Mới ngày hôm qua. Tại vì á là em cạo đầu á là từ hồi nhỏ là đã cạo đầu rồi chứ không phải mà mới cạo đầu đây. Từ hồi nhỏ đây nè, đây là cái vết mổ của em đây. Chị sờ vô tay thì chị sẽ thấy nó nằm ở đây là cái vết mổ. Dạ tới lên đây cũng còn vết khâu nè. Đó, đó là cái vết mổ. Thấy luôn nè, cái dấu mà kim mai khâu lại dạ, mổ đầu ở trên nè, thấy luôn. Dạ nó vẫn còn. Vẫn còn. Cho nên nó là em cũng hơi là biết là em hơi bị bệnh nhưng mà em còn cần trô được, còn giữ được. Cho nên đó là em không có làm những cái điều gì mà trái pháp luật hay là trái với cái lương tâm của em. Nói chung đó là em cũng phải là cố gắng mà vượt qua cái số phận này để mà không bị ai coi thường, không bị ai khi dễ. Đúng. Tại vì á em biết rằng á là cũng có nhiều người người ta rất là giàu có. Nhưng mà không phải mà em nói ra mà em quơ đũa cả nắm. Người giàu thì nói chung á thì thường á cũng có người ta khi dễ người nghèo. Cái này là đúng là sự thật luôn. Đa số là người ta nghĩ rằng ở những người vô gia cư như em đây toàn những người là thành phần xấu không, nhưng mà đừng có nghĩ người ta như vậy, tội lắm. Nếu như mà các cô các bác các anh các chị một ngày ăn 2 tô cơm thì mình ăn bớt 1 tô cơm, mình ăn bớt 1 tô cơm thì mình còn tô cơm dư còn lại thì mình chia sẻ cho những người nghèo, đó là giống như là mình tạo một cái phước đức để cho con cái và con cháu sau này được hưởng cái phước đức của từ ông bà. Bữa nay cuối tuần chị em mình gặp thì nãy giờ Cường cũng đã kể cho Hằng nghe mấy cái công việc làm, rồi Cường cũng nói là happy rồi như vậy rồi. Thì hẹn gặp hai chị em gặp nhau ở chỗ cơm gà nè để ăn cơm luôn, với lại sẵn đây Hằng có mấy cái món quà mà của cô chú chị em ở xa gửi tới cho Cường á. Thì có ở đây có cái em bé Mai Vi, em bé là Mai Vi Anh ở Ohio ha. Dạ. Là có gửi cho Cường một cái chiếc xe đạp, nhưng mà cái chiếc xe đạp này là mua xong rồi là gửi ship về nhà của chị Hằng, chiếc xe đạp rồi nón bảo hiểm luôn, nhưng mà cái thùng nó rất là bự thì có lẽ là phải chờ cái ngày nào anh Quang rảnh đó, nhờ anh Quang lấy cái chiếc xe lớn của anh Quang á tới chở giùm.
ha. Thì đây là của bé Mai Vi Anh ở Ohio, cho Cường cái chiếc xe đạp với lại cái nón bảo hộ luôn ha. Rồi với lại thêm dạ chưa thêm ở đây nữa, rồi chị Hằng nói xong đi rồi em sẽ gửi lời em cảm ơn từng người. À, thêm ở đây nữa là có cái chị Nhung này ở chị Nhung này ở đâu Hằng quên rồi, nhưng mà đại khái đây là chị Nhung có cho nói cho gửi cho Hằng 200 đồng, nói là để cho Cường mua chiếc xe đạp, nhưng mà cái chiếc xe đạp thì có người đã order sẵn và gửi tới nhà cho Hằng Cường chiếc xe đạp rồi, cho nên là cái tiền của chị Nhung cho này Hằng không có mua chiếc xe đạp, mà Hằng lấy 200 này Hằng gửi thẳng cho Cường luôn. Thì đây là có chị Nhung cho Cường 200, với lại Trúc Nguyễn cho 100, chị Mai Vân cho 100, em Ngọc Võ cho 100, anh Hảo ở Seattle, Hảo này không biết Hảo nữ hay nam nhưng mà Hằng nói Hảo đi, ở Seattle cho 100, với chị Huệ ở Dallas cho 100. Thì ở đây là Cường có tất cả là được cái phần này là 700. 700 với lại đây Cường lấy cái này là 700 của các anh chị, với lại thêm một phần nữa có của một cái chị này là chị Điệp, chỉ có viết tên nè, em tự đọc, em tự mở cái bì thư này ra và chỉ gửi cho Cường, em tự đọc cái đó đi rồi em tự mở ra coi chị Điệp cho em cái lì xì. Dạ, 50 Mỹ Kim. Dạ. Chị Điệp mến chúc sức khỏe, may mắn và bình an đến với Cường. Kèm theo đây, chị Điệp gửi em tí quà Tết 50 Mỹ Kim. Dạ, gọi là em cảm ơn chị Điệp rất là nhiều. Dạ, rồi với lại em cảm ơn thì cái anh này là ba của cái em bé Mai Vi Anh đó, là mua xe đạp cho em. Dạ, dạ rồi là em cũng, ok cho em coi tên. Cái anh thì anh không có nói tên của anh, nhưng mà đó là em bé Mai Vi Anh thôi. Dạ, Nam. Em xin cảm ơn bé Mai Vi Anh ở Ohio đã gửi tặng cho em một chiếc xe đạp. Để ít bữa nữa thì là em nhờ một người anh nào đó ráp dùng chiếc xe đạp dùng cho em. Dạ cảm ơn bé Mai Vi Anh rất nhiều. Đây là chiếc Lamborghini mới của em đó nha. Lamborghini trong mới. Trong cái danh sách đó là những người cho em tiền đó. Dạ em cảm ơn chị Nhung Nguyễn đã gửi cho em chiếc xe đạp, nhưng mà đã có người tặng cho em rồi, cho nên nó là chị Hằng chỉ gửi tiền cho em là 200 Mỹ Kim. Dạ cảm ơn chị Nhung Nguyễn rất là nhiều, và cảm ơn chị Trúc Nguyễn đã lì xì cho em 100, và chị Mai Vân lì xì cho em 100, và em Ngọc Võ 100, Hảo Seattle 100, chị Huệ ở Dallas 100. Thì đó là em xin cảm ơn các chị ở trong đây rất là nhiều, đã có tấm lòng từ bi cứu khổ cứu nạn, và nói chung là đây là cái nói chung là làm cho em cũng rất là vui. Thì là em cũng cảm ơn các chị rất là nhiều cứu giúp một mạng người thần. Dạ cho em một cái tinh thần cái tinh thần cái động lực để em vượt qua khó khăn. Dạ vượt qua khó khăn. Dạ cứu giúp một mạng người còn hơn xây 10 cái ngôi chùa nữa thưa các chị. Dạ em cảm ơn các chị rất là nhiều đã gửi lì xì cho em ăn Tết, và chị ở bé Mai Vi gửi cho em chiếc Lamborghini. Dạ, chiếc yeah. Rồi ở đây là cái phần quà xăm này gửi từ Hàn Quốc của em Hy. Em Hy Em Hy gửi cho Cường từ Hàn Quốc gửi qua. Thì em Hy này có gửi xăm này thì qua một thùng đồ, nhưng mà trong cái thùng đó em Hy có ghi tên từng phần cho mọi người, nhưng mà chị Hằng thì tìm lại số phone của em Hy không được. Em Hy coi được cái video này, em Hy nhớ nhắn tin lại cho chị Hằng nha, để chị Hằng muốn nói chuyện với em Hy nha. Dạ. Rồi Cường gửi lời cảm ơn em Hy, dở ở trong đó coi cái gì, lấy ra cho mọi người coi. Dạ đây là nè xăm từ Hàn Quốc. Dạ. Uống cho bổ, với lại xăm đó. Cũng là xăm luôn, chắc là kẹo xăm. Dạ, dạ cảm xăm. Ơn chị Hằng muốn gọi hai... nói chuyện với em bé là em bé Hy. Em bé Hy. Dạ cảm ơn em bé Hy rất là nhiều. Chẳng biết cái này phải bé thì không nữa, gì gọi bé Hy mới còn trang gì tụi ta buồn. Em Hy này là hình như là nữ á. Nữ không chị? Nữ. Đó. Rồi nè, cảm ơn em bé Hy rất là nhiều đã gửi cho em cái xăm từ Hàn Quốc. Dạ, rồi cảm ơn các chị rất là nhiều đã cứu giúp cho em. Trong lần nói chung là cũng rất là xúc động, mà em nói chung là kiếp này em nợ các chị, thì kiếp sau em sẽ trả nợ cho các chị. Kiếp sau em sẽ trả. Dạ.
bây giờ không cần kiếp sau em trả đâu, nhưng kiếp này hiện tại cái cuộc sống của em ở đây á, em sống tốt lên, mọi người theo dõi em từng bước đường đi trên cái con đường em sắp tới. Dạ, đúng thì rồi. Nếu mà cái cuộc sống của em tốt hơn, cái đó là một cái công em trả cho mọi người. Dạ, đúng cái vậy. Công cái đó là một cái ơn mà em trả cho mọi người, tại vì người ta muốn em tốt hơn, người ta mới góp những cái món quà để ủng hộ em, mà em làm được cái điều đó em tốt thì đó là một cái ơn em trả cho những người yêu mến em ở trên cộng đồng mạng. Dạ nha? Đúng vậy thưa các anh các chị. Dạ. Cho nên chị Hằng hy vọng cái những ngày sắp tới của Cường mình hãy phấn đấu lên, mình phải thoát ngay cái cảnh mình không thể ngủ ở trên đường như vậy được nữa, mà mình đã đi lên rồi thì mình sẽ đi lên tiếp tục, chứ mình không có thể nào Cường không, nhớ, nào không mà... trở nào thể nào trở về cái con đường cũ đó. Dạ vâng. Dạ cho nên Cường gắng lên nha, phải cố gắng lên. Dạ tại vì đằng sau lưng của Cường có chị Hằng, cả ngàn người, cả trăm ngàn người chứ không phải riêng chị Hằng không. Dạ, chị Hằng là kề cận bên Cường đi, nhưng đằng sau đó cả trăm ngàn người đang theo dõi từng bước đường đi của Cường và đang ủng hộ Cường. Dạ ha. Ok. Dạ cảm ơn rồi, các thôi bây giờ em cảm ơn đi. Dạ rồi, cảm ơn các chị rất là nhiều đã gửi cho em những phần quà thật là quý báu đối với chính bản thân em. Ừ. Dạ rồi, dạ, chào các chị. Rồi thôi bây giờ hai chị em mình ăn cơm gà. Dạ. Ha, đây nè, cơm gà hấp dẫn chưa? Hai chị em mình ăn cơm gà luộc ha. Đây là cơm ở tiệm cơm gà Nam An. Có cái phần cơm gà luộc như thế này đây. Rồi có thêm một cái chén nước súp. Dạ, rất là ngon. Ok, thôi bây giờ hai chị em mình ăn ha Cường. Dạ. Okay. Mời các anh các chị dùng cơm chung với lại em. Ủa không có. Ủa không có muỗng. Có muỗng mà. Có đĩa. Ờ đúng rồi, có muỗng đây, quên. Ừ. Rồi, em thấy. Em lấy ra rồi mà em dạ. Quên rồi đó. Ok rồi. Dạ, rồi mời các anh các chị dùng cơm chung với hai chị em của tụi em, đó là em Cường với lại chị Hằng Cà Mau. Mình tưởng là mình kêu bé Hằng nữa, hết hồn. Thường ngày Cường nó tới ngày nó kêu bé Hằng ơi, bé Hằng à không nha. Bé Hằng Cà Mau. Bé Hằng em Cà gái Mau. Em gái Cà Mau, chị okay. Gái Cà Mau. Rồi bây giờ mình ăn nha. Dạ. Rồi. Đây là cái này, cái mùi. Cái này cái hộp gì đây? Có tỏi giống như là tỏi với ớt hả? Không, cái này là mắm gừng chị. Mắm gừng. Nước mắm gừng. Mắm gừng, mắm gừng ngon lắm, ngon lắm. Dạ, thơm lắm luôn. Wow, thơm. Mắm gừng, mắm gừng. Dạ, mắm gừng. Còn cái này là cái hũ gừng. Giống như là... Cái dầu nhiều quá. Giống như là hành đó chị. Cái này xì dầu. Xì dầu. Dạ. Em ăn thử cái này ngon nha. Chắc ngon lắm. Đây. Thiếu Lâm Tự ngồi ăn cơm nè. Thiếu Lâm Tự nhưng mà mới ăn cơm gà mà. Mà đi tranh là chú Tiểu nha. Cơm nè. Cơm à, dạ bây giờ ăn cơm ha. Ủa Cường nói là sáng nó có trở về cái căn biệt thự để thăm lại căn biệt thự. Có hồi sáng này có gửi về căn biệt thự thăm. Thì nói là nó vẫn còn y nguyên, không có bị gì đó. Tại vì là cái người chủ nhà, cái người chủ muốn em để cái căn biệt thự ở chỗ đó. Dạ. Không có muốn di chuyển, không có muốn dọn, cho nên đúng. Có nhiều người cứ nói giá như Cường phải dọn sạch chỗ đó, nhưng mà tại vì người chủ người ta muốn để đó để người khác khỏi cái đi vô cái đúng. Chỗ trống. Dạ. Tại vì ở là người ta thương em cho nên là muốn em để ở đó, không muốn là những cái người mà thành phần xấu vô trong trống mà làm tầm bậy tầm bạ. Cho nên đó là người ta kêu em ở để cái đó với lại chặn cái miếng dán lại mà không có cho ai thấy hết. Cho nên là em phải làm theo ý của người chủ rồi chứ em đâu có dám mà cãi. Dạ. Rồi bây giờ đâu chị Hằng ăn thử cái này coi cái nó ngon như thế nào. Xong để cho ý kiến của khán giả biết cái cơm gà Nam An, để mai mốt mà những khán giả mà có xuống đây cho em Cường mấy cái lon đó thì mua thử một phần to go về ăn như thế nào, hoặc là mình ngồi đây mình ăn cái ngon như thế nào nha. Tại vì đó là cô chủ với ông chủ tên là một người già thì tên là Trinh, còn người chồng thì tên là Sĩ. Sĩ tất nhiên là Sĩ Quan đó nha. Đó thì đó là rất là thương thương em. Thì đó là mới là cho em để những cái phần đồ như vậy, những đồ ve chai như vậy. Cường thì nó ăn cái món cơm này rất là chắc quen rồi phải không Cường? Quá quen luôn, quá quen thuộc. Còn Hằng thì Hằng mới ăn lần đầu tiên ở cái tiệm này nha, cho nên Hằng ăn thử coi như thế nào. Đây là Hằng trang cái miếng nước mắm gừng vô. Đây là miếng nước mắm gừng đó, tỏi với gừng nè, nó thơm lắm. Nếu em ăn không hết thì tu go về chiều ăn tiếp. Ủa, vậy ăn không hết em bày ra tùm lum mà đem để vô lại đâu ngon.
Một dĩa ra hết trơn vậy? Hết rồi mà. Sáng giờ ăn gì rồi? Ăn hủ tiếu. Ồ, sáng ăn hủ tiếu rồi hả? Ăn ở đâu? Tiệm mà cao ly kế bên đây nè. Ngon quá. Cái cơm á cũng rất là thơm. Thơm. Cơm nấu từ nước luộc gà, thơm lắm. Ngon. Ngon quá. Gà đó lấy xương hết luôn hả Cường? Đúng vậy chị. Gà ăn chị không sợ bỏ xương. Nó hết xương luôn. Đúng rồi. Đây, ngon quá. Nhớ ăn các cô các chú có ăn các chị á mà chưa có ăn tiệm cơm gà Nam An ở đâu sao sang xê thì nên ghé ăn một lần cái món cơm gà. Cơm gà cái này là em cơm ăn cái món cơm gà luộc. Cái là cái món cơm gà nướng xả. Ở địa chỉ có ở địa chỉ là 348 East Santa Clara, nằm ở trên đường số 8 đối diện cái nhà thờ San Patrick mà bị cháy cách đây khoảng 10 năm về trước. Đây nè. Dạ. Nhà bị cháy. Đây ngoài đường đây. Ngoài đường. Ngon quá, thôi giờ mình ăn. Ngon. Gan này này thì no không chị? Ăn còn hết nữa. Hả? Chị ăn hết đó. Nhiều là điểm cơm gà mà ăn cho trường hả? Đúng rồi. Bây giờ ăn không có ớt, không có ngon. Tại vì ăn ăn vậy ít ăn thịt lắm. Mà ăn thịt đó, phải có cái gì cay cay, nó đừng có mùi tanh đúng không? Lâu lâu mới ăn thịt gà thôi nè, lâu lắm rồi. Nhưng không có ăn chay. Nhưng mà ít ăn thịt thôi, chứ không có ăn chay. Nè, đây là anh Thủy nè, chủ tiệm cơm gà nè, anh Thủy nè. Vậy hả, chào anh. Chào chị. Rồi anh chào vô đây khán giả đi. Rồi tôi mở mắt đi coi nhé. Rồi. Rồi. Hello. Đây là chủ tiệm cơm gà Nam An. Rồi hello mọi người. Các cô chú anh chị em có ăn cơm gà Nam An xuống đây ủng hộ. Rồi cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Bye bye. Ok dạ. Rồi có ớt này nè. Có ớt thì ăn mạnh miệng hơn. Anh là cô già, anh là thầy giáo. Ờ anh là thầy giáo. Thầy giáo. Còn bà xã là cô giáo. Ồ vậy hả? Ồ thấy anh chị nói chuyện hiền lắm mà. Cái mấy bữa mà chị lại gặp chị đó, chị nói chuyện hiền. Tôi mà ăn chay trường mà. Ăn chay trường đó hả? Ăn chay trường lúc em chưa ra đời. Ồ vậy hả? Hôm qua là, mấy bữa nay thì nhà hàng cho bán lại bên ngoài cho nên mới được ngồi ăn nè, chứ thôi đâu được ngồi ăn đâu. Chị quay xong rồi chị còn quay những người khác không chị? Hả? Mà thường thường á là chắc là mùng một Tết là em không có được rảnh rồi. Mùng một Tết làm gì, đi chùa đúng không? Không, cũng phải đi phụ anh quen luôn. Ngày mai là đi cũng phải đi phụ nữa. Mùng một Tết em không có được nghỉ, nhưng mà cũng có thể là thứ bảy mùng hai Tết nghỉ. Đúng rồi, có cái ngày nào thì nghỉ nghỉ. Muốn tìm gì? Em muốn tìm một người thầy, thầy dạy võ của em. Thầy dạy võ tên là thầy Đổng. Là thầy là có hai người đệ tử. Em là đệ tử của thầy là thầy Đổng. Với lại một người chị ở bên Việt Nam tên là chị Nguyệt, cũng là đệ tử của thầy Đổng luôn. Thầy đó là ở Việt Nam hay ở Mỹ? Hiện bây giờ thầy đó là năm nay là 70 mấy, cũng gần 80 tuổi rồi. Là nhà của thầy đang ở bên Hoa Kỳ nè, nhưng mà không biết ở tiểu bang nào thôi. Nhưng thầy đó là hồi xưa ở Việt Nam dạy võ. Đúng. Là thầy của em. Thầy chỉ có hai người đệ tử. Thì đó là nếu như mà thầy Đổng mà có xem được cái clip này của con á, thì đó là thầy nhớ liên lạc với chị Hằng. Tại vì đó là nhà của thầy Đổng á, là năm xưa đó là ở sát bên trường học Nguyễn Thiện Thực, chung cư Nguyễn Thiện Thực. Còn nhà của em á là ở cư xá đường sắt Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3. Cho nên á là nếu như mà thầy mà có coi được cái clip này của con, hoặc là thầy còn sống thì đó là nè thầy cũng nhớ liên lạc với lại chị Hằng để mà chị Hằng nè sẽ nói chuyện với thầy. Tại vì đó là thầy năm nay đó là 70 mấy 80 tuổi rồi mà không biết thầy sức khỏe như thế nào ra làm sao, còn sống hay là đã mất thì là cũng thật sự ra 100% là không biết. Nhưng mà nếu như mà thầy mà còn sống mà còn coi được cái clip này của con á thì thầy nhớ liên lạc với lại chị Hằng. Con thật sự ra là muốn biết tin tức của thầy như thế nào. Tại vì là con là theo cái nghề là nghề võ,
của thầy Đổng, là từ hồi xưa đến giờ là thầy Đổng dạy cho con Võ với lại chị Nguyệt. Chị Nguyệt chị này là cũng là đệ tử của thầy Đổng luôn, nhưng mà là hai chị em đều là nghề võ hết. Vì cho nên đó là nếu như mà thầy Đổng nhớ, chắc là tại vì mấy chục năm nay rồi thì là thầy Đổng mà không gặp mặt con, nhưng mà là con thì con cũng rất là nhớ thầy Đổng rất là nhiều. Thì con mong rằng là nếu như mà thầy còn hay là đã mất thì là nhớ liên lạc với lại chị Hằng đây, để chị Hằng nói chuyện với thầy. Thầy tên là thầy Đổng, hồi đó là thầy bự con lắm, là võ sư mà là rất là có tiếng tại Sài Gòn luôn á. Con xin đọc lại cái địa chỉ nhà của thầy là đối diện chung cư Nguyễn Thiện Thực, trường học Nguyễn Thiện Thực. Từ nhà của thầy mà bước qua bên trường học Nguyễn Thiện Thực chưa đầy hai bước chân nữa, tức là khoảng có 3 giây, 1 giây hay 3 giây à. Rồi hết à. Hết hả? Dạ. Rồi còn nhắn gửi ai gì nữa không? Không. Chỉ nhắn thầy Đổng thôi. Đúng rồi, đúng thôi. Tại vì đó là con rất nhớ thầy. Mấy chục năm rồi không đúng gặp rồi. Mặt thầy. Cũng khoảng là gần 30 năm rồi đó thưa thầy Đổng. Dữ vậy hả? Dạ 30 năm rồi. Tại vì em là người võ của thầy. Đúng. Nhìn trước em gõ con thì đấy mà có võ đó. Tại vì học mà. Dạ. Thì thầy đó là năm xưa là thầy dạy võ cho em, nhưng mà em đánh lộn không đợi thầy. Võ thì có võ nha. Nhưng mà thầy bự con lắm. Tên là Đổng. Đổng Đảnh á. Đổng Đảnh. Dạ. Đó cô bác các chú ấy, hôm nay là được chị Hằng mời cơm cánh gà. Ngon lắm, ngon lắm. Hai chị em ăn cơm gà. Hai chị em ăn cơm cánh gà. Dạ. Ngon. Gà nói chung đã lấy xương hết rồi, rất là ngon. Ngon lắm. Đây là cà chua. Cái này mua về cho con nít ăn nó khỏi cần lấy xương. Ba lấy xương hết rồi. Dễ ăn lắm. Nó cường nó cũng chở hết rồi. Chị Hằng còn cơm không mà chở không hết. Không sao. Chị nhỏ. Cường nó chở hết trơn rồi. Hết thật luôn. Hết thật luôn. Này không? À, nếu như các cô, các chú, các bác mà có những cái mà recycle thì nhớ mang để ở đằng sau cho con. Chứ đừng có để ở đằng trước như những cái chậu bông này. Còn là mấy bữa cô bác em để ở trước này hả? Dạ là bị giang hổ đi ngang. Đúng rồi, người ta chở rồi. Người ta đi ngang qua ta vớt luôn. Ta tưởng đâu là ở trong nhà đem ra bỏ cho họ. Vớt luôn, hai bịch bự lắm. Tiệm này đối diện là cái San Jose Dental Care. Dạ. Trên đường Santa Clara. Số 8. Số 8. Dạ. Số 8. Santa Clara với lại đường số 8. Dạ. Đối đầu, diện cái nhà thờ bị cháy đầu nha. Đường kia thì đường số 7. 7. Đúng. Đối diện nhà thờ bị cháy đó, đó là nhà thờ bị cháy kia là St. Patrick đó. Thì nói trên đường Santa Clara mà đường số 8 7 là biết rồi. Dạ. Ở đây chỉ có tiệm này thôi. Đúng. Rồi ngon hơn. Ngon đây hả nha. Rồi dẹp vô, dẹp vô. Dẹp vô. Này mình ăn là mình tự dẹp á ha. Em dẹp cho chị cũng được luôn. Rồi vậy hả? Sao chị ăn hết không đi? Không, chị cũng ăn hết, dục đi. Rồi lại dục đi cơm. Cái ớt này ăn không hết. Lấy đem về hả chị? Ừ. Ớt thì cay. Ớt thì cay. Ừ, đổi rác đây. Đó, đi đổ rác. Rồi, dục đi cưng. Cái này đáng ngồi cầm ra xem. Đây, rồi. Đó, ăn xong rồi à. Dùm cho, đi coi chừng được cái máy này. Đó, dẹp rác. Lát nữa vậy chị Hằng cho tiền tiếp nha. Lát nữa cho tiếp. Chủ quán không cho tiền tiếp. Đó, rồi, xong rồi. Nói chung là nè em cũng là nè ráng học nghề để mà không phụ lòng mà chị yêu của em, chị gái Cà Mau.
nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối hát cùng bản đồ của nước Việt Nam. Hát đi, hát bản đó. Thôi không dám đâu, áo mới Cà Mau mà. Cái bản đó là chị Hằng. Về Cà Mau là thấy thương chị Hằng liền. Ừ đó, đó thấy chưa? Cái bài đó mà giờ không chịu hát tặng, hát bản đó liền. Thôi 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 thôi. Hát đại, không thôi. Hay hay dở. Thôi không mà, không biết hát đâu, em hát dở lắm. Thôi. Chị Hằng bắt nhịp cho. Thôi, thôi, về nghe Cà Mau. Nói Cà Mau xa. Đúng rồi. Ở cuối cùng bản đồ nước Việt Nam nha. Về Cà Mau là thấy thương chị Hằng liền. Nhớ là về cái nước đầm dơi. Về cái nước đầm dơi. Nghe ai ru cái gì đó. Có thuộc không? Cường thuộc dạ không. Bài đó không? Em muốn thuộc bài đó chị. Ừ, vậy hả? Nói nha, nên, tại vì đó là thật sự ra là em không có biết Cà Mau là ở đâu. Ừ. Nhưng mà Cà Mau là miền Tây, sông nước miền Nam. Thì không biết rằng các cô, các chú, các bác, anh chị ở đây thì cũng có một số người thì biết Cà Mau, cũng có một số người thì không biết Cà Mau. Nhưng mà riêng đối với bản thân của con và thưa anh chị là của em đây đó, là em hoàn toàn 100% là em không biết Cà Mau. Mà em chỉ biết đó là từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre với lại qua khỏi cái cầu Bắc Mỹ Thuận, đó là vào địa phận của tỉnh Vĩnh Long. Rồi đó là đến... chỉ là đến Vĩnh Long thôi, chứ thực ra là những nơi khác ở miền Tây thì nói chung là còn nhiều nơi mà em chưa có biết. Về Cà Mau là thấy thương chị Hằng liền, đúng không? Đó, nếu như mà các anh các chị nào chưa có biết Cà Mau thì nên ghé Cà Mau chơi một lần, thì sẽ bảo đảm 100% là về Cà Mau là thấy thương chị Hằng liền, đúng không? Về Cà Mau là thấy thương chị Hằng liền, nhất là đúng đúng vậy. Rồi xong xuôi. No rồi đó ha. No nê rồi. Xong xuôi rồi đó thì đó sáng nay Cường đã báo cáo công việc tốt, ok, vui vẻ. Mà nói chung thì mỗi ngày Cường đều báo cáo với Hằng chứ không phải là từ hôm đó tới nay mà mới báo cáo. Nói chung. Nhưng mà Hằng chỉ chờ bữa cuối tuần để mới được gặp Cường thôi. Còn ngày thường chủ nhật, ngày thường Cường đi làm. Còn đi làm về mỗi buổi chiều tối đều test cho chị Hằng biết. Mỗi buổi tối chụp hình gửi cho chị Hằng coi. Nói chung là có thông tin của Cường mỗi ngày đối với Hằng. Thì Hằng nói thấy Cường vậy là Hằng vui lắm. Bên Ohio đã gửi tặng cho em một chiếc Lamborghini. Nhưng chị, mà cái em bé hồi nãy đọc tên rồi em đó. Bé em bé hồi nãy mà không biết tên gì quên rồi em bé Mai Vi gì đó em bé hồi nãy có cảm ơn rồi dạ, dạ thầy đó là nè mới vừa tặng cho em chiếc xe Lamborghini thì nhưng mà xe đó. Nhưng mà nè em phải khóa hai cái chìa khóa lại, vừa rồi mất chiếc BMW kỳ này là chiếc Lamborghini này lại phải khóa lại cho chắc ăn hơn. Thì bây giờ mình có nhà ở rồi, mình đâu có mất nữa đâu, mình để ngoài sau ba sau phía sau nhà đó đâu có mất đâu. Dạ đúng rồi. Thì để về coi nếu mà chị Hằng chở được trong xe chị Hằng thì chở, còn không được thì chắc Cường kêu chiếc xe anh Quang lại chở về ha. Dạ. Chở về Cường gáp. Sáng này mới mua. Mua cái đó gì ạ? Cái lăng ở dưới nách này. Lăng nách trời xịt cho thơm rồi đó ha. Dạ rồi xong. Ok rồi không ngày áo, mấy cái áo lạnh đủ ấm không hồi đó thì rồi chị lại đặng ở cái chỗ là em còn để cái áo dài tay này nữa nè, là còn trong mới bao mới bữa quên lấy. Với lại hai cái đồ mà để mà rửa mặt đó chị. Nó chỉ còn để thiếu hai thôi. Cái đó à, nhưng mà đang thiếu gì nữa đó. Coi cái gì lấy ha. Rồi hết rồi. Ok vậy bây giờ bắt đầu đi ha. Vô trả tiền luôn. Vô trả tiền. Ô, luôn. Không trả tiền chứ rồi đấy. Không trả rồi. Dạ về lại căn biệt thự em. Ớt nào sao chị? Bỏ xe đi. Dạ. Nè gói lại lấy giấy này gói lại. Nó về căn biệt thự nó còn đó. Thiếu đồ. Đó đây là giang hồ ngồi hút đó. Nó thì đó là nè ngồi hút tầm bậy bạ chị thôi đừng nhìn cứ đi đi. Đó giang hồ à ngồi. Chị có nói với Hằng, chị Hằng có nói với chị chủ tiệm. Chị chủ tiệm cũng nói là mấy cái lon người ta xách lại để vậy thì nó mất. Bây giờ em nhắn với mấy cô chú cứ gõ cửa kêu hỏi chị chủ tiệm chỉ để ở đâu đi. Dạ em nè, nếu như mà các cô, các chú, các anh, các chị mà có recycle lon bia, bình mũ và những lon nước ngọt mà không biết để ở đâu thì xin hỏi chị Trinh với lại anh Sĩ. Thì anh Sĩ là chị Trinh sẽ chỉ cho các cô, các chú, các bác và các anh, các chị để ở đâu. Dạ. Để mà chứ nếu như mà mình mang đến mà mình để ở ngoài thì là nó sẽ mất. Tại vì đó là cách đây 3-4 bữa đã bị mất hết hai bịch rồi, cũng cũng rất là buồn mà em không nhận được hai bịch đó. Thì thôi cho nên đó là nè, của đi thay người đi. Đó dạ, là như vậy. Của thay người gì đâu. Dạ yeah, coi như là thôi rút kinh nghiệm mấy lần sau mấy cô chú anh chị em có cho thì
mình gõ cửa chủ nhà hàng hỏi cái này để ở đâu thì được rồi. Dạ, rồi cảm ơn các cô, các chú và các anh, các chị rất là nhiều. Còn nếu... Rồi thôi, bây giờ đi. Đi lại liều, túp liều năm xưa. Để lấy cái gì thêm lấy. Lấy cái áo dài tay, áo giống như là Việt Nam mình gọi là áo len á. Áo len. Áo len. Với lại cũng còn như được khoảng 10 chai nước. Nhỏ nhỏ vậy nè. Còn như được khoảng 10 chai thì mình phải lấy đi. Lấy em về uống. Đúng, với lại hai cái tiếp mà để mà rửa mặt. Tuy là em là người vô gia cư nhưng mà cũng rất là sạch sẽ, không có giống như về cái ý thức của em. Cho nên là cứ mỗi 2 tuần lễ là đi giặt quần áo một lần ở ngoài mấy cái tiệm của tụi Mễ. Nhiều khi chủ là người Mễ, nhiều khi chủ là người Việt Nam, nhiều người Tàu không chừng. Cho nên là giặt quần áo như vậy cho nó sạch sẽ, thơm tho. Nói chung là nè, ông bà xưa nói cái câu là nhà sạch thì bát cơm thơm như chị. Nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon cơm. Đúng, đó là nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon cơm. Và cho nên nghèo cho sạch và gách cho thơm. Đúng. Biết thì... cái từ đó là gì không? Mình nghèo nhưng mà mình phải là sạch sẽ, thơm tho. Ra đường là người ta mới thích. Nghèo cho sạch, gách, gách cho thơm. Là ý cái nghĩa là do dù mình nghèo nhưng mình cũng phải sạch sẽ. Rồi hoặc là mình đừng có để rách cho thơm, cái nghĩa đó là giống như mình cũng không có để cho mình mang tay tiếng là nói tôi nghèo mà ta dùng mình từ đây ăn chậm ăn cướp đó. Thì thí dụ cái câu đó người ta mới dùng cho nghèo cho sạch, cách cho thơm, đúng không? Dạ đúng vậy chị. Đúng vậy thì đây là cái Cường là nghèo cho sạch, cách cho thơm á, đúng không? Mặc dù nghèo nhưng vẫn sống sạch sẽ, cho dù đói rách cũng không có để cho cái tiếng mình nó bị người ta khi dễ và khi coi thường. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Hay là bị khinh bỉ chẳng hạn. Dạ. Good. Cứ như vậy nha. Tiếp tục nha. Em đó. Cứ no, em có nói rồi là trên tất cả trên cô chú bác anh chị em đều nghe cái câu Cường nói là em sẽ không làm cho chị thất vọng đâu. Cái câu đó mọi người nhắc lại nhiều lắm đó, nhớ nha. Không có làm cho chị Hằng thất vọng, ok? Trời. Và tất cả mọi người nữa, phải ghi. Chị chị gái Cà Mau mà. về Cà Mau là thấy thương chị liền. Cho nên miễn sao mà Cường sống tốt, mọi người đều vui, đều ai cũng vui ha. Ok, dạ, vâng. Thôi giờ mình đi đi, nói qua. Nghèo chưa sạch rách. À để Nana em đọc cái kinh này cho tất cả mọi người nghe. Đó là kinh Phật. Mà cái kinh này thì là nói chung nói ra đấy thì ai cũng phải biết hết. Đó là kinh Chú Đại Bi. Để mà nếu như mà con mà có đọc sai hay là em mà có đọc sai gì đó thì các cô các chú và các anh các chị bỏ qua dùm cho con, các anh các chị bỏ qua dùm cho em. Đó là kinh Chú Đại Bi. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hát na na gia gia dạ gia nam mô a di đà bà lô khiết đế thứ bát ra bồ đề tát đỏ bà gia ma tát đỏ bà gia ma ha ca lô ni ca gia án tát bà ra phật về số đa na tọ nam mô tức kiết lực đỡ y mông a di đà bà lô khiết đế thức phật đa lăng đà bà nam mô đa tha kiển trì hay rị ma ha bằng đa sa mế tát bà a tha đậu du bằng a thị dựng tát bà tát đa nam ma tát đa nam ma bà già ma phạt đầu đắc diệt tha a ca bà lô hay lô ca đa đế di hay rị ma ha bồ đề tát đỏ tát bà ma ra ma hay ma hay rị đà dựng kulu kulu dứt mông độ lô lô phật xà ra đế ma ha phật xà ra đế đà ra địa rị ni thất phật ra gia giá ra giá ra mạ phật ma na mục đế lệ hê di hê thức na a ra tâm phật ra xá lợi phật xa phật xâm phật ra xá gia holo 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 hê rị ta ra thức đi thức rị toro toro bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả bồ đà giả di đế đi đà na ra cưỡng trì địa rị sắc ni na ba giả ma na ta bà ha tức là giả ta bà ha nam mô hát na gia gia giả gia nam mô a rị gia bồ lô kiết đế tức bàn ra ta bà ha án tức điện đô mạng ra ra bậc đà giả ta bà ha. Xong, đó là kinh Chú Đại Bi hết rồi. Chú Đại Bi đó. Đúng vậy. Thì là đọc kinh Chú Đại Bi ra thì cũng có nhiều người biết và cũng có nhiều người họ không biết chị. Cái đó. Đó thì bây giờ là trở về lại cái căn biệt thự của em thì là nó vẫn còn đầy đủ. Nó không có bị mất mát gì hết đó. Tại vì là người chủ là muốn để lại để mà không muốn cho những cái người khác người ta vô. Đây là cái căn biệt thự vẫn còn đầy đủ y nguyên. Biệt thự năm xưa nè, coi lấy gì thêm lấy đi. Chị nhìn thấy này đó, vẫn còn đầy đủ y nguyên.
đó là hai cái tiếp rửa mặt đây, vẫn còn nguyên nè. Má không lấy cái bịch để đựng mấy cây cạo râu, nó lấy luôn hết theo. Đây nước nè. Lấy mấy cây cạo râu thôi, để cạo râu tóc ra thì cạo chọc luôn, tự cạo bằng cây cạo râu. Thôi chị để đây thì không sao đâu, anh Quang à, anh cho em à, cho nhiều lắm. Người còn lấy rồi. Gì nữa, áo đâu? Hết rồi nè. Ừ. Ok. Đó đây là chị thấy không, vẫn còn y nguyên nè. Còn y nguyên. Uh-huh. Căn biệt thự. Ủa cái chai vàng vàng là chai gì vậy? Rửa mặt chị nè. Ồ, vậy hả? Neutrogena à? Nhưng người ta cho tiền đâu mua chị. Trời, ngủ trong biệt thự này. Các cô, các bác, các chú à, muốn sang lại căn biệt thự của con không? Con bán cho với cái giá rẻ lắm. Căn biệt thự. Các không ai dám sang được cưng. Đó, căn biệt thự. Các không ai dám sang được. Nè, cái áo này là của hai vợ chồng người Mỹ bên trong này cho em. Dạ. Đó thì ở là nè, cái kinh mà chú Đại Bi thì nó rất là linh nghiệm. Ừ. Linh lắm. Chính vì là cách đây là 8 năm về trước, là chính vì đó là con đọc cái kinh chú Đại Bi cho nên nó là con mới là vượt qua cái khó khăn này. Ừ. Đó là cái kinh chú Đại Bi. Thì ở là nè, các anh các chị các cô các chú các bác, nếu như mà đạo Phật thì nên đọc cái kinh chú Đại Bi mỗi đêm mỗi ngày. Mình cầu nguyện ở trong lòng. Nói chung á là nó bảo vệ cho mình sức khỏe tốt, mạnh khỏe và trừ được những cái căn bệnh mà kêu là ma ám quỷ ám á chị. Cái đó là có sự thật đó. Dạ. Nếu như mà các cô các chú các bác mà đi chùa, bất cứ chùa nào nên đọc kinh chú Đại Bi. Sao em đọc lào lào hay quá vậy? Nãy em đọc gì mà nhanh mà đọc. Đúng rồi, tại vì cái kinh nó đọc lẹ chị. Đó bắt, không có đọc chậm được. Không đọc chậm được, nó bắt mình phải là đọc lẹ. Cho nên nó là khi mà con đọc cái kinh chú Đại Bi này ra, mà con đọc chỉ có hai lần thôi là con đã thuộc cái kinh chú Đại Bi này rồi. Nhưng mà còn những cái kinh Phật khác thì con hoàn toàn 100% là con không có thuộc. Cho nên nó là cái kinh chú Đại Bi này đó, nó rất là linh. Mong rằng các cô các chú các bác và các anh các chị đạo Phật nhớ mỗi ngày mỗi đêm đọc kinh Phật là phù hộ cho tất cả mọi người trên toàn thế giới luôn, và phù hộ để giống như là mình cầu xin là cho cái đại dịch này nó qua đi, đừng có để mà nó còn hoài như vậy là khổ cho bà con cô bác, nói chung là khổ cho tất cả mọi người trên toàn thế giới đó nữa. Tại vì cái đại dịch này mà đâm ra thì người ta mất việc làm, tiệm ăn thì buôn bán ế ẩm, nói chung là rất là nhiều thứ, ngành hàng không thì lỗ lã. Nói đây trên con đường sáng chủ nhật vắng vẻ quá, sáng chủ nhật rất là vắng vẻ. Đây là chiếc Lamborghini của em á nha, của Lamborghini chị. Lamborghini của em á, chiếc này là đáng giá là cả bạc triệu đô la luôn. Lamborghini của bây em giờ không biết lên xe mình được không nè. Khoan mở ra coi được. Mở ra coi bên trong ấy. Đây. Wow, đẹp lắm mặt đây. Đó, đây là chiếc Lamborghini nha. Chiếc Lamborghini này đặc biệt là chạy không tốn xăng. Coi giờ hai chị em mình khiêng để lên cái dừa không nha. Để hướng vậy nè. Dạ đúng rồi đó, để cho nó nằm vậy đó. Kéo từ từ góc lên. Từ một góc tới một góc. Được không? Được chị. Cái gì vậy? Lấy chiếc xe ra cho hai, để nguyên thùng chứ. Ờ được á. Chị nghĩ để xéo cơ. Ê Phan đã. Đây mấy đồ này nó kẹt quá. À. Nó kẹt quá. Nó đổ không được. Nó gì vậy? Cái này. Nó gì trời. Nó xuống đó trước đi. Ừ. Mấy cái nào Vinh bỏ xuống dưới trước đi. Nếu mà lấy nguyên chiếc xe đạp ra thì được. Phải không? Dạ. Ừ, vậy đúng rồi đó. Thôi vậy còn lột con dây này ra đi nè. Lột con dây trắng ra đi. Lột con dây trắng ra rồi mình lôi kính xe đạp mình thảy vô. Về có chiếc xe chạy vòng vòng rồi đó ha. Chiếc Lamborghini. Ủa cái gì vậy? Tay mình thấy giống như đứt bao tay. Đi làm có đeo bao tay không? Thấy giống như đứt chảy máu vậy. Không chị. Wow,
Đây là chiếc Lamborghini. Tôi chuẩn bị đào cái xe đi. Rồi kéo nó ra lên đi. Ôi chị đẹp quá chị ha. Đẹp ơi, đẹp trường ơi. Đẹp. Đó, lấy cái thùng này ra thì nó gọn rồi. À, nhưng mà còn một miếng gì đây nha, chút lấy lại luôn. Lấy xe lên trước đi. Có miếng gì nhỏ nhỏ dưới đây trong đó đó. Đây, chiếc xe đây. Wow. Chiếc xe đạp đây. Đẹp không? Chiếc Lamborghini đáng giá 1 triệu đô la của em á. Lamborghini. Ô đẹp quá chị ha. Ủa trên cái này mềm mềm dụm. Còn một miếng gì đây nữa nè, miếng gì đen đen nhỏ nhỏ kìa. Đâu? Đó, ở trong đó. Ủa cái này nó có gì đâu? Cái miếng đó gắn vô cái gì đó, đừng để mất nó, mất rồi hồi không biết đường gắn thì cứ bỏ vô thùng này đi. Phải có gắn vô cái gì đó. Cứ bỏ vô. Đây đủ, là tủ dụng cụ của nó đi. Rồi. Rồi bưng nó lên coi, bưng nó vô để nằm vô coi. Lấy ra rồi dễ mà. Cái này chắc anh Quang biết ráp. Ừ, biết mà. Biết, chứ cái này đường em ráp là cũng giống như đường mù. Vậy hả? Ờ, dễ ở ý gì vậy? Rồi. Rồi, được liền. Rồi, xong. Lấy vô cái... Cái này nữa. Rồi, cái gối ôm. Với cái thùng, cái nón bảo hiểm nữa. Rồi, cái này dục luôn, cái thùng bỏ quá. Ừ, cái thùng nó đem cái hè để nè, để lại. Để chị dục vô thùng rác. Có gì quảng cáo gì? Có gì quảng cáo. Đó, bây giờ là chở cái chiếc xe đạp của Cường về nhà cho Cường. Đúng vậy. Để Cường có chiếc xe, Cường chạy lòng vòng. Lòng vòng để tìm mấy em. Lòng vòng để tìm mấy em. Mấy em để tìm ghế, phải không? Mà có em nào đèo ở phía sau lưng nữa là đạp toàn ten được ha. Phải không? Đó là chiếc xe Lamborghini của em. Lamborghini hả? Xe Lamborghini. Cái cây này chị mua mấy chục đồng không gì? Không biết nữa, mấy chục gì đó, 30-40 vậy. Cái khúc đẹp, đẹp chứ bộ. Ừ. Mà cái này có sạc bằng điện không gì? Không. Không. Ờ, cầm thôi. Bây giờ là 2:35 ngày cuối tuần chủ nhật. Cuối tuần ngày chủ nhật. À, cho nên Hằng chỉ đi gặp được em Cường vào ngày chủ nhật. Tại em Cường ngày thứ bảy vẫn làm. Em Cường rảnh ngày chủ nhật để đi xuống thăm mấy cái lon. Đúng. Thăm mấy cái lon, cái chai, coi được nhiều đặng đi bán. Đó. Mà nếu như mà nhiều ở nhà là bảo đạp xe chị chở không nổi. Chở không nổi. Tại vì vô đồ quá trời luôn, sao chất được. Thì bây giờ em để gom nó cho thiệt nhiều. Rồi cái một ngày chủ nhật nào mình đạp lon để mình dồn vô bọc. Và thêm một tuần chủ nhật khác em hãy đi bán, như vậy đó. Không, giờ chủ nhật đâu có mở cửa. Ờ, đi bán ngày nào? Nó mở ngày thứ hai, thứ bảy à, chủ nhật nghỉ. Dạ. Ờ, thì khi nào nhiều quá đi bán thì chọn cái ngày nào đó. Nghỉ một tiếng, hai tiếng vậy đi bán. Đây nè, chị yêu, chị Hằng yêu của em. Hello, hello. Đó, chị Hằng yêu của em dễ thương không? Nam đó, chị gái Cà Mau. Ừ, chị gái Cà Mau. Chị gái Cà Mau á. Qua khỏi cái cầu Bắc Mỹ Thuận vào thuộc tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh cái gì vậy? Tỉnh Cà Mau. Qua khỏi cầu Bắc Mỹ Thuận rồi đến Vĩnh Long chị. Vĩnh Long xong tới Cần Thơ. Đúng. Và Cà xong. Mau là cuối nẻo rồi, cuối cùng rồi. Cần Thơ Sóc Trăng. Dạ. Sóc Trăng xong Bạc Liêu. Bạc Liêu xong tới Cà Mau. Dạ. Dạ. Về Cà Mau là thấy thương em mặn rồi. Về Cà Mau nghe nói Cà Mau xa lắm. Ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Không, chị công nhận nha, nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác cái bài hát Áo Mới Cà Mau nhận nghe rất là hay. Sao Cường nghe mà Cường không chịu hát? Giờ nhưng Cường mà, hát đi, hát cho chị Hằng nghe coi. Nếu như muốn hát đó thì là cũng phải có này nè, giống như là hát karaoke chẳng hạn thì được. Còn bây giờ nếu như mà hát khơi khơi đó, thì nó cũng không có được hay gì mấy lắm. Không có sao, mình hát đại đi. Thôi chị ơi, mất công hát là... xong rồi, mất công người ta nói âm thanh gì rè quá. Không có sao, hát góp vui. Rất vui cho chương trình. Bây giờ chị Hằng hát cái đoạn nào thì Cường hát theo ha. Thuộc câu nào hát theo câu nấy ha. Thôi không dám đâu. Bảo đảm chắc em thua. Không dám. Hát thử đi. Thôi không dám đâu. Thì chị Hằng cũng không có thuộc hết nguyên bài. Nhưng mà được một vài câu. Hôm nay là thời tiết tốt. Là ngày mai là ở tiểu bang California là mưa nha. Thứ hai
phố San Jose. Thứ hai, thứ ba là mưa liên tiếp luôn. Mưa ơi là mưa, mưa quá xá là mưa. Rồi bây giờ tới nhà rồi. Bây giờ ghi cái chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp xuống nha. Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini xuống. Rồi ghi cái gì từ từ xuống trước, mấy cái gì đó xuống trước rồi hả lấy xe đạp. Anh kìa, sư phụ ra kìa. Anh đi đó, anh đi giặt đồ. Thế anh Quang không cười không dễ đúng ha. Thêm Cường cũng cười không nữa, hai anh em ở vậy vui ha. Hai anh em đó, giờ cho Cường nó chở dụng cụ về đó. Rồi bưng xuống ha, bưng xuống được không? Được má. Dạ được. Năm nhi trai tráng, thanh niên trai tráng. Dạ chết mồ. Kéo cái gì rồi Cường? Rồi hết rồi. Rồi đồ nào của Cường lấy hết. Hết rồi. Hồi nãy mấy cái áo lấy chưa? Rồi chị lấy rồi. Rồi ok, bye bye đi, dẫn đây. Dạ bye bye nha. Bye bye. Kìa đó. Rồi đưa cái đồ kia cho chị luôn nha. Ủa quên. Ơ vậy chết mồ. Ê mở cửa đây. Rồi đưa đây. Ồ oh, cái bọc đó hồi dục đại với nó đi. Trời ơi. Máy nữa, cái máy nữa. Cái máy theo. Rồi xe máy bay đi. Rồi bye, chào tên tất cả các cô, các bác, các anh, các chị và các em trai em gái luôn. Rồi chúc các cô, các bác, các chú, các anh, các chị một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Muốn gì được nấy trong năm con trâu. Rồi bye bye. Ok bye bye. Dạ, dạ hẹn sẽ theo dõi. Cảm ơn chị. Dạ chào chị. Dạ. Bye em. Dạ.